Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt vừa khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2024. Trong thời gian 12 ngày từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 3, 140 chiến sĩ của chính phường trên địa bàn quận Thốt Nốt được huấn luyện các nội dung về chính trị và quân sự. Trong quá trình huấn luyện và khi áp dụng thực tế tại địa phương, các học viên thực hiện theo phương châm cơ bản thiết thực chất lượng, lý thuyết kết hợp thực hành. Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp lực lượng dân quân cơ động nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn diễn biến hòa bình bạo loạn lực đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng thành thục kỹ thuật chiến đấu cơ bản sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trong tình hình mới